tạo nghề thẩm mỹ Jasmine Beauty School Việt Nam tự hào là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đào tạo nghề thẩm mỹ theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Học viên có thể sử dụng bằng cấp và hồ sơ chứng nhận giờ học để đăng ký thi lấy bằng hành nghề tại các tiểu bang của Hoa Kỳ mà không cần phải học lại. Đối tượng học viên của Jasmine Beauty School Việt Nam bao gồm những ai chuẩn bị đi định cư tại Hoa Kỳ, muốn học nghề để trở thành chuyên viên ngành thẩm mỹ và lấy hồ sơ giờ học. Khi qua Hoa Kỳ sẽ được đăng ký thi lấy bằng hành nghề tại Hoa Kỳ mà không cần phải học lại. Học viên sẽ được học và chấm giờ theo tiêu chuẩn và giáo trình của ngành thẩm mỹ tại Hoa Kỳ. Những ai muốn học nghề để mở tiệm hoặc làm việc trong các spa tại Việt Nam, học viên sẽ được học theo giáo trình đã đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Các chuyên ngành Jasmine Beauty School Việt Nam đang đào tạo bao gồm nail, facial, barber, thẩm mỹ tóc. Đến với Jasmine Beauty School Việt Nam, bạn sẽ được tiếp xúc với môi trường đào tạo nghề chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại, đúng theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Giáo án và chương trình đào tạo được chuyển giao từ Hoa Kỳ. Học viên hoàn toàn tiết kiệm được thời gian và chi phí. Khi đến Hoa Kỳ, bạn có thể thi lấy chứng chỉ và đi làm ngay mà không cần phải học lại. Hoàn thành giờ học tại Jasmine Beauty School Việt Nam, bạn có thể tự tin trở thành các chuyên viên trong ngành thẩm mỹ. Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn có trình độ, nhiều năm kinh nghiệm, khả năng sư phạm tốt và được chuyển giao công nghệ đào tạo bởi các giáo viên Hoa Kỳ. Lịch học được sắp xếp hợp lý và thuận tiện cho nhiều đối tượng học viên khác nhau. Chương trình thẩm mỹ tóc dành cho người định cư ở Hoa Kỳ khác với chương trình ở Việt Nam như sau. Thường ở Việt Nam chúng ta thấy là thường sẽ đặt nặng về vấn đề về thực hành nhưng lại thiếu phần lý thuyết. Còn trong chương trình dành cho người định cư Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ học song song với lý thuyết và thực hành. Và do ngành thẩm mỹ chúng ta làm trên con người và làm đẹp trên con người cho nên là điều an toàn, vệ sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn được đặt lên hàng đầu. Trong chương trình chúng ta sẽ học về những phần như là kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh khu vực làm việc và các dụng cụ chúng ta thực hành làm việc trên khách hàng. Và trong chương trình thì khi học xong chúng ta sẽ làm được những điều như là cắt tóc hay là chăm sóc tóc và các loại hóa chất uống rửa nhuộm, làm như một người chuyên viên thực thụ về chăm sóc về thẩm mỹ, chăm sóc về sắc đẹp. The US cosmetology training program, not like in Vietnam, it is very different. In the US, there are requirements on sanitation, disinfection, and health and safety for your client as well as for yourself. Our staff have trained the instructor of Jasmine Beauty School in Vietnam so that they can teach according to the process and requirements of the American Board of Cosmetology. So today we'd like to say stewards to all the students in Vietnam, especially in Beauty, Jasmine Beauty School in Vietnam. And I would like to say and emphasize some point. As we know right now, we don't take the practical test no more, only written test. That's why we focus on three things. The first, number one, that is recognize our chemical, how we use, how we dispose it. Number two, health safety, including sanitizing and disinfect our tool after being used. Number three, professional ethics. So I believe our instructor in Vietnam has been training very well for us. If you have any question, you can ask your instructor. Giờ học tại Jasmine Beauty School Việt Nam được chấp nhận hầu hết tại các tiểu bang của Hoa Kỳ có cam kết bằng hợp đồng ghi danh. Ngoại trừ một số bang, vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn. Về học phí, học viên có thể thanh toán tại Hoa Kỳ hoặc tại Việt Nam và được chia làm nhiều lần đóng. Học phí đã bao gồm toàn bộ giáo trình, đồ nghề, hồ sơ thi tại Hoa Kỳ.